Một đêm đông, ông William trở về và thấy vợ Julia bị đánh chết trong ngôi nhà khóa kín. Không có dấu vết của hung khí và cũng không có manh mối nào về kẻ sát nhân. Cái chết của Julia Worley xảy ra hơn 80 năm trước là một trong những vụ án bí ẩn nhất nước Anh và được xem là nguồn cảm hứng cho các bộ phim Chuyện trinh thám ở xứ sở sương mù. Vụ án này được mô tả là vụ giết người bất khả thi của Liverpool với những chi tiết khiến các nhà điều tra xoắn não. Hiện, đây là vụ án chưa được phá giải lâu năm nhất của cảnh sát quận Merseyside. Ông William Herbert Worley, chồng của bà Julia Worley, vừa là nhân viên bán bảo hiểm, đồng thời cũng là một tay chơi cờ vua xuất sắc. Ông thường xuyên tham gia các sự kiện về bộ môn thể thao này. Còn bà Julia Worley là một người phụ nữ khó tính, rất cảnh giác với những người lạ và có một cuộc sống khép kín. Hôn nhân của hai người có vẻ không được hòa thuận khi một người bạn của họ đã miêu tả rằng họ đến với nhau không có tình yêu và vô cùng căng thẳng. Vào tối ngày 19 tháng 1 năm 1931, ông William đến câu lạc bộ cờ vua tại trung tâm Liverpool Central tại quán The City Cafe trên phố North John như thường lệ. Ông là thành viên của câu lạc bộ nhưng nhiều tháng qua mới tham dự hoạt động lần đầu tiên. William có lịch thi đấu vào đêm hôm đó nhưng từng bỏ lỡ các trận đấu trước đó và không có gì chắc chắn rằng ông ta sẽ lại xuất hiện. Vào 25 phút trước khi trận đấu bắt đầu, đội trưởng Samuel Petty nhận cuộc gọi từ một người đàn ông tự xưng là R.M. Quattro. Người này nói muốn bàn về chuyện mua bảo hiểm và hẹn gặp ở số 25 Main Lop Garden East vào 19:30 hôm sau để bàn bạc về hợp đồng mua bán bảo hiểm. Samuel chuyển lời nhắn cho William. Mặc dù William hiếm khi tham dự hoạt động của câu lạc bộ, người gọi điện có vẻ tin rằng ông ta sẽ có mặt vào đêm hôm đó và nhận được tin nhắn. Cảm thấy tò mò, William quyết định sẽ đến nơi hẹn theo lời của người bí ẩn tên R.M. Và đúng như lịch đã định sẵn, vào tối ngày 20 tháng 1 năm 1931, ông ta bắt chuyến xe điện lúc 19:06 từ Anfield đến Menlop Garden. Sau đó, William có những hành động kỳ lạ như thể đang muốn đảm bảo mọi động tích của mình sẽ được ghi nhớ bởi hàng chục nhân chứng. Trên xe điện, William liên tục bắt chuyện với những người bán vé và nhân viên soát vé hoặc chạm cần xuống. Ông ta nói mình hoàn toàn xa lạ với những khu vực đó, kể cả câu chuyện khác thường về RM Quattro và thời gian hẹn gặp nhau. Những hành vi kỳ quặc của ông ta không dừng lại. Khi xuống xe điện ở Menlop Garden, William chặn người qua đường và quầy bán báo và thậm chí nhờ một cảnh sát địa phương tìm giúp địa điểm của cuộc hẹn. Nhưng kỳ lạ thay, sau 45 phút tìm kiếm, địa chỉ 25 Menlop Garden East được xác định là giả. Khu vực này có đường Menlop Garden North, South và West nhưng chưa bao giờ có East. Ngay sau đó, William gọi điện cho nhân vật bí ẩn này nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Người dân xung quanh cũng không biết về sự tồn tại của con đường đó. Nhận ra mình đã chạy khắp nơi giữa đêm đông tìm kiếm một cách vô vọng vì một trò chơi khăm, William bực tức quay về nhà. Trên đường trở về Anfield, William được Lillian Ho, nữ nhân viên đánh máy 20 tuổi, nhìn thấy đang nói chuyện với một người đàn ông trên đường Richmond gần nhà ông ta vào khoảng 20:35. Khoảng 20:45, John và Florence Johnson phát hiện người hàng xóm William Worley bị mắc kẹt bên ngoài. Khi đôi vợ chồng dừng lại để hỏi thăm, ông ta nói rằng cửa trước và cửa sau nhà mình không thể mở được. Cả ngôi nhà chìm trong bóng tối. William lo lắng hỏi những người hàng xóm rằng có nghe thấy gì bất thường tối nay không. Vợ chồng Johnson đi vòng qua sau sân nhà Worley, cánh cửa ở đây cũng khóa nhưng vẫn mở ra được một cách bình thường mà không có vấn đề gì cả. Sau khi bật đèn và bước vào nhà, William quay trở lại và nói: "Ôi, hãy ra đây mà xem, bà ấy đã bị giết." Vợ chồng Johnson thấy Julie nằm trong vũng máu trước lò sưởi ga, bị đánh đến chết. Váy của Julia bị cháy một phần và chiếc áo khoác bên dưới thi thể cũng đã bị cháy. Thoạt nhìn qua thì cái chết của Julia giống như kết quả của một kẻ gian đột nhập, đoạt mạng gia chủ khi bị phát hiện. Chiếc tủ bếp nơi William cất tiền bảo hiểm đã bị phá và lấy sạch tiền, tuy nhiên không có thứ gì khác bị lấy đi, kể cả chiếc túi sách của Julia. Ngoài phòng ngủ có vẻ đã bị lục lọi, phần còn lại của ngôi nhà đều không bị xáo trộn. Qua khám nghiệm hiện trường, cảnh sát nhận định rằng không có dấu vết ngôi nhà bị đột nhập hay tấn công, chỉ có một khoản tiền nhỏ là bị đánh cắp mất, có thể để đánh lạc hướng điều tra. Họ đã phỏng đoán rằng bà Julia quen biết với hung thủ và tự nguyện mời hắn vào nhà. Bà được chẩn đoán tử vong từ khoảng 8 giờ tối. Vào thời điểm Julia bị giết, một tên trộm đã gây ra hàng loạt vụ đột nhập, trộm cắp tài sản đang lẩn trốn trong khu vực này, nhưng cuộc tấn công dường như không phù hợp với hành vi phạm tội của hắn. Sau khi nhận thông tin về vụ án mạng, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc và điều tra danh tính của người đàn ông bí ẩn có tên R.M. Quattro. Tên này đã gửi tin nhắn tại trạm điện thoại công cộng chỉ cách nhà William hơn 300 mét. Mặc dù William có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm nhưng cảnh sát vẫn nghi ngờ ông ta chính là RM Quattro hoặc thuê ai đó thực hiện nhắn tin ẩn danh. Ngoài ra, cảnh sát cũng tin rằng William có đầy đủ thời gian để giết vợ, sau đó di chuyển đến địa chỉ 25 Menlop Garden East, Liverpool nhằm tạo chứng cứ ngoại phạm. Để chứng minh cho giả thiết này, cảnh sát đã thuê các thám tử dựng lại hiện trường. Cuối cùng, họ kết luận rằng một người đàn ông 52 tuổi
ốm yếu như William không thể nào thực hiện được vụ án mạng trong thời gian ngắn đến như vậy. Cảnh sát Merseyside đến nhà Whaley ngay sau khi thi thể của Julia được phát hiện, nhưng cách xử lý vụ án của họ lại rất qua loa. Vào năm 1919, một cuộc đình công lớn đã khiến lực lượng cảnh sát suy yếu đi nghiêm trọng và số lượng đáng kể nhân viên bị cách chức, những người còn lại buộc phải thế vào các vai trò mà họ không có đủ tiêu chuẩn để đảm nhận. Đó là lý do tại sao cảnh sát Merseyside lại thờ ơ và điều tra qua loa vụ án này đến như vậy. Một phóng viên báo địa phương được gọi đến để thay cảnh sát chụp ảnh lại hiện trường. Một chuyên gia pháp y từ Đại học Liverpool tên John Edward Whiteley McFaul cũng được gọi đến để xác định nguyên nhân và thời điểm tử vong của cái chết. Tình trạng tê cứng các chi bắt đầu xuất hiện sớm nhất là 4 tiếng sau khi chết. Trước khi có các kỹ thuật pháp y tiên tiến, độ cứng của tử thi có thể được sử dụng để ước tính thời điểm tử vong. Nhờ vào tình trạng cơ thể của Julia, McFaul cho rằng nạn nhân đã chết vào khoảng 8 giờ tối, gần một tiếng đồng hồ trước khi William về đến nhà. William dường như có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Người bán vé và nhân viên soát vé thấy ông ta đã lên xe điện vào đúng 19:06. Một số nhân chứng nhìn thấy ông ta xung quanh Menlock Garden vào khoảng thời gian vợ bị sát hại. Tại Anfield, nhiều nhân chứng đã nói rằng nhìn thấy Julia còn sống vào khoảng 18:30 hoặc 18:45. Một cô bé giao sữa còn chắc chắn rằng mình đã nói chuyện với Julia chỉ vài phút trước khi chồng bà phải rời nhà để bắt xe điện. Nếu William sát hại vợ, ông ta sẽ chỉ có khoảng 15 phút để gây án, thay quần áo, rửa sạch vết máu và lên xe điện vào lúc 19:06. Khám nghiệm xung quanh ngôi nhà, cảnh sát thấy bồn rửa, hệ thống thoát nước không được sử dụng vào đêm hôm đó, cũng không có dấu máu. Như vậy, cảnh sát nhân phải trốn khỏi hiện trường với đầy máu trên người sau khi cẩn thận khóa tất cả các cửa lại. Dù có bằng chứng ngoại phạm kín kẽ là thế, cảnh sát vẫn nhận định kẻ tình nghi lớn nhất là William. Trước khi bị bắt 2 tuần sau đó, William đã tự nguyện lấy lời khai 2 lần nhưng không bao giờ bị cảnh sát thẩm vấn kỹ lưỡng. Nhân viên của tổng đài điện thoại Liverpool đã giúp cảnh sát theo dấu cuộc gọi của RM Quattro và phát hiện đó là một bốt điện thoại chỉ cách nhà Whaley khoảng 370m ở cạnh trạm rừng nơi William bắt xe điện đến câu lạc bộ cờ vua vào đêm hôm đó. Samuel Petty, người nhận cuộc gọi, khá chắc chắn rằng người ở đầu dây bên kia không phải là William. Tuy nhiên, cảnh sát nghi ngờ Quattro và William lại chính là một. Đội ngũ pháp lý đã tiến hành các bài kiểm tra thời gian cho thấy William có thể thực hiện các cuộc gọi rồi bắt xe điện đến câu lạc bộ cờ vua trong 25 phút. Cảnh sát cũng tin rằng có khả năng William đã giết vợ và vẫn còn thời gian để đến trạm xe điện. Họ cố gắng chứng minh điều này bằng cách cho một thám tử trẻ, khỏe mạnh tái hiện lại các diễn biến của vụ án giết người và sau đó chạy thật nhanh đến trạm xe điện, điều mà William 52 tuổi, ốm yếu có lẽ sẽ không thể làm được. Đánh giá ban đầu về thời gian tử vong khoảng 20 giờ, sau đó cũng được thay đổi thành 18:30 dù không có thêm bằng chứng nào để căn cứ. Cảnh sát chuyển hướng điều tra sang vết máu tại hiện trường và cho rằng máu sẽ dính vào y phục hoặc đồ dùng cá nhân của hung thủ. Việc kiểm tra chặt chẽ quần áo, bồn rửa và ống thải tại nhà William không đưa ra bằng chứng nào cho thấy ông ta liên quan đến cái chết của vợ. Khám nghiệm pháp y tại hiện trường cho thấy kẻ tấn công Julia có khả năng đã bị dính đầy máu của nạn nhân do tính chất tàn bạo của vụ tấn công. Bộ đồ William mặc vào đêm xảy ra vụ án mạng đã được kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy dấu máu. Cảnh sát đã đưa ra giả thuyết rằng chiếc áo khoác măng tô được tìm thấy dưới thi thể Julia được William sử dụng để che chắn khi gây án. William buộc tội giết vợ và bị kết tội ngay sau một phiên tòa ngắn vào ngày 22 tháng 4 năm 1931. Ông ta bị kết án tử hình bằng cách treo cổ. Ngày hành quyết đã được ấn định vào tháng sau. FJ Sudfield, người có mặt trong phòng xử án, nhận xét rằng điều gây bất lợi nhất cho William tại phiên tòa là sự điềm tĩnh đến lạ lùng và sự thờ ơ với xung quanh của ông ta. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm ở London xác định rằng không có đủ bằng chứng để phán William có tội và trả tự do cho ông ta. Sau khi đã kháng cáo thành công, William Herbert Whaley quay trở lại với cuộc sống thường ngày, với công việc bán bảo hiểm. Tuy nhiên, dư âm của cáo buộc giết người vẫn mãi theo đuổi William. Mọi người đều gán cho ông với biệt danh người chồng giết vợ. Nhiều khách hàng từ chối hợp tác với William, còn ông nhận được những bức thư đe dọa đến sự nghiệp. Sau khi mất vợ và suýt bị tử hình, bị cô lập do mất vị trí nhân viên bán bảo hiểm, William chuyển đến một ngôi nhà mới ở Wirral, tìm kiếm một cuộc sống yên tĩnh. Ông làm việc tại một xưởng gỗ ở Broomborough và làm việc ở bộ phận văn thư. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, ông ta tái phát bệnh thận và qua đời tại bệnh viện Clapton Bridge. Vợ chồng ông được chôn cất chung mộ vào năm 1933. Kể từ sau cái chết của William Herbert Whaley, vụ án Julia đã trở thành một bí ẩn. Nhiều giả thuyết mới được đưa ra dựa trên thông tin điều tra của cảnh sát. Hai nghi phạm khác trong vụ án mạng Julia Whaley cũng được lộ diện. Người đầu tiên là Richard Gordon Perry, 22 tuổi, nhân viên bảo hiểm đã bị sa thải sau khi William phát giác sự việc gian lận sổ sách của anh ta. Nhiều người cho rằng Perry đã giết bà Julia để trả thù William. Thứ hai là Joseph Madden, người được bà Julia thuê để đáp ứng nhu cầu tình dục. Tuy nhiên, do không đủ bằng chứng để kết tội Perry và Joseph, cả hai người đều được thả tự do sau khi cảnh sát đã thẩm vấn.
Năm 1980, biên tập viên phát thanh Roger Wilkie cố gắng lật lại vụ án. Tuy nhiên, khi điều tra đến Richard Gordon Perry thì ông chỉ nhận được thông báo rằng Perry đã chết vào ngày 14 tháng 4 năm 1980. Vụ án này đã truyền cảm hứng cho các tác phẩm văn học như cuốn tiểu thuyết về tội phạm The Killing of Julia Worley của Jonathan Goodman vào năm 1969, The School Under the Skin của P.D. James vào năm 1982, hay Move to Murder của Anthony M. Brown vào năm 2018. Đã hơn 80 năm trôi qua, vụ giết người bất khả thi vẫn là một trong những vụ án bí ẩn lớn nhất trong lịch sử tội phạm của Liverpool. Nếu bạn có thắc mắc hay những suy luận nào, hãy bày tỏ những ý kiến của mình dưới comment cho bọn mình và mọi người cùng được biết nhé. Đừng quên cho bọn mình một like, subscribe cũng như ấn nút chuông bên cạnh để theo dõi và ủng hộ bọn mình trong những thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại!